địa linh dưỡng dục danh nhân kiệt, thiên định sinh thành bậc đế vương. Từ xa xưa, mảnh đất cổ Pháp vốn được coi là nơi địa linh nhân kiệt, với câu ca lưu truyền trong dân gian: thứ nhất cổ Bi, thứ nhì cổ Loa, thứ ba cổ Pháp. Đây đồng thời cũng là nơi phát tích của nhà Lý, một trong những vương triều thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Về với cổ Pháp là về với quê hương, nơi gắn liền với những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Hãy một lần cùng với chúng tôi ghé thăm ngôi cổ tự đã gắn bó với tuổi thơ của vị vua đầu tiên của vương triều Lý, Lý Thái Tổ. Chùa cổ Pháp thuộc phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Xưa kia, chùa cổ Pháp nằm sát bên dòng sông Tiêu Tương, gắn liền với câu chuyện tình Trương Chi Mị Nương, đến giờ vẫn là nguồn cảm hứng văn nghệ của người dân nơi đây. Bởi thế mà chùa còn có tên gọi khác là chùa Tương Giang. Đây là một ngôi chùa hết sức cổ. Những thiền sư hàng đầu dân tộc của chúng ta đã trụ trì và hành pháp ở đây. Cái tên cổ Pháp ấy có trước cả đời Lý, cho nên ngôi chùa có thể dựng từ thế kỷ thứ 8 cho đến thế kỷ thứ 9. Chùa cổ Pháp không chỉ được xem là nơi thờ tự linh thiêng của Phật giáo, ngôi chùa ấy còn mang trong mình câu chuyện vô cùng đặc biệt. Các cái sử ký, các cái tài liệu có sớm thì đều nói rằng là lên 3 tuổi thì Lý Công Uẩn được mẹ đem gửi cho chùa cổ Pháp. Lúc đó trụ trì là một thiền sư cũng rất nổi tiếng, đó là Lý Khánh Văn. Từ 3 tuổi cho đến 7 tuổi, 4 năm ròng rã, Lý Công Uẩn đã được nuôi nấng ở trên đất này. Không gian cổ Pháp tự còn đặc biệt hơn cả bởi giếng nhỏ mắt rồng, hay còn được gọi là Long Nhãn Tình. Tương truyền đây chính là giếng nước nơi Lý Công Uẩn thường tắm khi còn bé. Dân gian ấy, người ta kể rất nhiều chuyện, trong đó có cái chuyện giếng mắt rồng, Long Nhãn Tỉnh cổ Pháp tự là Lý Công Uẩn đã được tắm rửa, đã ăn nước ở giếng này, uống nước ở giếng này và nuôi sống ở đây. Cho nên là nhân dân luôn luôn tôn tạo cái giếng và coi đó như là một cái di tích thiêng của làng mình. Giếng xưa vẫn nguyên thành cũ, khung cảnh ấy đã gợi lại cho chúng ta bao cảm xúc về một lịch sử hào hùng thời vua Lý. Lối sang chùa cổ Pháp, mẹ lầm lũi tháng ngày, tuổi thơ Lý Công Uẩn chắp cánh từ nơi đây. Việc sinh thành, dưỡng dục và đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, cũng như sự ra đời nhà Lý, đều gắn với Lý Vạn Hạnh, Lý Khánh Văn nói riêng, Phật giáo đương thời nói chung. Việc Lý Công Uẩn lên ngôi và Lý Công Uẩn trở thành hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Lý phải có một cái bệ đỡ rất lớn về nhân lực, vật lực, về năng lực cá nhân, cũng như là về một cái tư tưởng xuyên suốt. Những nhà sư truyền bá Phật giáo, Lý Vạn Hạnh, Lý Khánh Văn, Đào Cẩm Mộc là những người đã đưa Lý Công Uẩn lên ngôi. Họ không chỉ mang một cái tâm thế của Phật giáo, mà họ mang một tinh thần dân tộc xây dựng quốc gia. Và Lý Công Uẩn đã được dạy dỗ trong một môi trường như vậy. Chùa cổ Pháp đã có hơn 1.000 năm tuổi, nhưng cho đến ngày hôm nay, ngôi chùa này vẫn giữ được vẹn nguyên những giá trị của Phật giáo Việt Nam. Dưới mái chùa cổ Pháp, Lý Công Uẩn đã được nuôi dưỡng, giáo dục để trở thành một bậc minh vương có công sáng lập vương triều Lý và nền văn minh Đại Việt. Ngôi chùa này đã thực sự trở thành nguồn cội
là nơi gắn bó và hun đúc nên nếp sống và phẩm hạnh của con người Việt Nam qua bao thế hệ.